Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng giảm nhẹ quanh ngưỡng 2.177 cho đến 2.178 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 104,35 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 70.470 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,239% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 80,9 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại các nhà đầu tư đang chờ Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE và số lượng công việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế. Theo dự kiến, các số liệu này sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, vì thị trường sẽ đóng cửa ngày thứ Sáu để nghỉ lễ Good Friday. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, nên số liệu sắp công bố sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất của Fed. Do đó, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng, một tài sản không mang lãi suất. Thị trường đang gia tăng kỳ vọng vào khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong kỳ họp tháng 6, theo dữ liệu từ công cụ Fedwatch Tool của sàn CME. Khả năng Fed bắt đầu nới lỏng vào tháng 6 đang là 70,4%, từ mức dưới 60% vào tuần trước. Khả năng cắt giảm lãi suất tăng lên là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, sự vững giá của đồng bạc xanh đang gây áp lực lên giá kim loại quý này. Càng gần đến mùa hè, giá vàng sẽ tăng nhờ kỳ vọng lãi suất giảm, trừ khi Fed thay đổi lập trường hoặc phát đi tín hiệu trì hoãn giảm lãi suất. Hiện tại, tôi cho rằng Fed sẽ không làm như vậy, theo chiến lược gia Bo Habeco của LCU Future nhận định với hãng tin Reuters. Nếu số liệu PCE cao hơn dự báo, giá vàng có thể giảm, nhưng lực mua bắt đáy sẽ nhanh chóng đưa giá vàng tăng trở lại. Tuần trước, giá vàng lập kỷ lục ở mức 2.222,39 đô la Mỹ trên một ounce sau khi Fed phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng vật chất ở Trung Quốc và xu hướng mua vàng kéo dài của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Động lực để các ngân hàng trung ương mua vàng là đa dạng hóa khỏi đồng tiền của nhóm G7. Bởi những đồng tiền này đã được sử dụng như một thứ vũ khí vào năm 2022 sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Theo chiến lược gia Nitexa của công ty Wisdomtree nói với hãng tin Reuters, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới Pentagon Trust bán dòng hơn 5 tấn vàng trong phiên ngày hôm qua, giảm lượng vàng nắm giữ còn hơn 830 tấn vàng. Đây là phiên bán dòng đầu tiên của quỹ sau khi mua dòng 18 tấn vàng vào tuần trước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến phiên chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC đảo chiều tăng mạnh, còn mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tăng nhẹ. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục điều chỉnh tăng tới 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, và đang được mua vào mức 78,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,70 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Còn với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 78,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,72 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 78,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với các tập đoàn vàng bạc đá quý khác thì cũng trong xu tăng. Với mặt hàng vàng nhất bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng nhẹ, mua vào mức 68,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,40 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 68,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,50 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại bảng Tín Minh Châu điều chỉnh giảm mạnh, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 68,78 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,98 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại thời điểm này không có điều chỉnh, được mua vào mức 24.580 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.950 đồng trên đô la Mỹ.
Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.450 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.580 đồng trên đô la Mỹ, giảm 50 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.870.000, bán ra 8.070.000, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.870.000, bán ra 8.072.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.040.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000, tăng 40.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.850.000, bán ra 8.030.000, tăng 40.000 ở chiều vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.850.000, bán ra 8.030.000, tăng 35.000 ở chiều mua, tăng 25.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.930.000, bán ra 8.050.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.880.000, bán ra 8.050.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000, tăng 40.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.870.000, bán ra 8.072.000, tăng 60.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đến thời điểm chiều nay cũng tiếp tục tăng, tăng 400.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu cho đến 2 triệu 060.000 đồng trên một lượng và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.870.000, bán ra 8.072.000. STC Huế mua vào 7.867.000, bán ra 8.072.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.870.000, bán ra 8.070.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.870.000, bán ra 8.072.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.868.000, bán ra 8.072.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì cũng không có nhiều thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.820.000, bán ra 6.940.000. Nhận được số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào 6.820.000, bán ra 6.950.000. Vàng 4 số 9, mua vào 6.810.000, bán ra 6.890.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Vàng 24K mua vào 6.671.800.000, bán ra 6.821.800.000. Vàng 18K mua vào 4.983.000, bán ra 5.183.000. Vàng 14K mua vào 3.832.300.000, bán ra 4.032.300.000. Vàng 10K mua vào 2.688.400.000, bán ra 2.888.400.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.